Thì sau khi thi vòng 1 xong rồi tụi em giống như là cảm giác được rằng đó là mình có một cái tiềm năng và sẽ rất là phí nếu mà mình không tiếp tục khai phá nó, cho nên là mình đã quay lại. Và ngày hôm nay thì em nghĩ là không chỉ em mà cả chị và rất nhiều cô gái ở đây, chúng ta đã có cái cảm giác được rằng đó là không phải là cảm giác hoa hậu như thế nào, nhưng mà cảm giác của sự nỗ lực là ra làm sao. Và cảm ơn em đã quay lại để chúng ta có một Big Intercontinental 2022. Để em được ngồi đây cùng với mọi người đó là một cái điều hết sức là may mắn. Và có cả một Á 2 của Miss Intercontinental 2023 vừa rồi nữa. Đúng rồi. Thật ra thì bản thân Ngọc Hằng á, khi mà mình có cơ hội được nối tiếp cái hành trình của chị Ngọc á, thì Ngọc Hằng cũng rất là mong muốn là mình sẽ làm cho Việt Nam tự hào một lần nữa. Bản thân Ngọc Hằng cũng lấy cái hành trình của chị Ngọc cũng đã chia sẻ là từ một cô gái từ con số âm luôn mà lên một con số dương, đó là một cái hành trình đáng tự hào đi. Thì bản thân em cũng vậy, thì em cũng là một cô gái từ con số 0.